Thời gian vô hạn nhưng đời người hữu hạn, nhìn thấu vật cạn những năm 20, 40, 60 tuổi để cuộc đời không phải hối tiếc. Đời mỗi người không thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Thời gian thì vô hạn nhưng đời người lại hữu hạn. Hãy sống sao để sau này có nhắm mắt xuôi tay cũng không cảm thấy hối tiếc những năm tháng đã qua. Có một câu chuyện kể về một cặp đôi đang yêu họ sống chung với nhau ở tầng 80 của căn hộ. Một ngày khi trở về nhà sau chuyến du lịch thì họ nhìn thấy thông báo mất điện ở ngay thang máy. Giờ phút này thì họ rất muốn được lên phòng tắm và đi ngủ và kết quả là người con trai nói Hay chúng ta đi thang bộ lên nhé. Cô gái gật đầu cả hai cùng đi thang bộ lên dù sắp túi hành lý to. Và leo đến tầng 20 hành lý khiến họ mệt mỏi. Cô gái nói mình bỏ lại ba lô ở đây đi anh. Chờ có điện rồi đi thang máy xuống lấy. Chàng trai đồng ý bọn họ để lại hành lý ở tầng 20 và tiếp tục thoải mái đi bộ lên trên. Cặp đôi yêu nhau vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện cười đùa. Nhưng niềm vui ấy là chẳng kéo dài được bao lâu. Đôi chân của họ bắt đầu mỏi lên đến tầng 40 của tòa nhà. Và lúc này thì chặng đường đi chỉ mới được một nửa nhưng rồi họ đã bắt đầu khó chịu, đổ lỗi cho đối phương vì cố tình leo lên nên mới mệt mỏi như vậy. Họ tranh luận mệt mỏi, họ phàn nàn không thôi. Rồi họ cũng leo đến tầng 60 vì leo cầu thang một cái quãng đường khá xa như vậy đã khiến họ mệt mỏi. Dân kiệt sức nên cả hai cũng không còn đủ sức để cãi nhau nữa. Chàng trai lên tiếng, đừng cãi nhau nữa, mình nên lên đến phòng đã, có gì nói sau. Cuối cùng họ im lặng và đi lên đến tầng 80, lết chân đến căn hộ của mình. Họ hào hứng đứng trước cửa nhà, chỉ cần mở cánh cửa này ra mọi chuyện sẽ tươi sáng. Nhưng kết quả họ đứng đó nhìn nhau bất lực vì không thể vào nhà được. Chỉ vì chìa khóa của họ đang nằm trong ba lô hành lý và chúng đã bị bỏ lại ở tầng 20. Chiếc chìa khóa mở cửa căn hộ cũng giống như là những ước mơ hoài bão ấp ủ từ những năm 20 đã bị lãng quên của con người, bởi vì câu chuyện này thực sự phản ánh hành trình cuộc đời của mọi con người. Trước 20 tuổi, tuổi trẻ đầy mộng mơ, nhưng rồi cuộc sống của chúng ta lại bị bó hẹp gò bó bởi những gánh nặng trên đôi vai. Vì sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô, suốt quãng thời gian ấy đã luôn khiến chúng ta mệt mỏi căng thẳng và muốn gục ngã khi mà bản thân lại chưa đủ trưởng thành vẫn còn thiếu năng lực, vì thế mà chúng ta không thể tránh khỏi những vấp ngã đầu đời. Chúng ta luôn cho rằng đó là khoảng thời gian thật kinh khủng. Với suy nghĩ đó thì chúng ta chẳng thể tận hưởng nổi những ngày thật sự hạnh phúc, thật sự có ý nghĩa. Sau 20 tuổi thì khoảng thời gian có thể thoát khỏi gia đình, thoát khỏi những gánh nặng học hành, thì cự thì chúng ta lại bắt đầu thay đổi những ước mơ, mong muốn cho bản thân của mình. Và đây là khoảng thời gian khiến cho chúng ta áp lực căng thẳng do chính bản thân của mình tạo ra nhiều nhất. Nhưng cũng khoảng thời gian này khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì được thực hiện những ước mơ, những mục đích mà mình đã hướng tới. Và đến khi 40 tuổi, con người chỉ khi đến 40 tuổi, quay đầu nhìn lại thì mới nhận ra chúng ta đã có thật nhiều những tiếc nuối, thật nhiều những hối hận. Chúng ta bắt đầu cảm thấy oán trách, ghen ghét vì những việc đã qua, và cũng vì đến khi 40 tuổi chúng ta vẫn chưa thể có được tất cả những gì chúng ta muốn. Chúng ta lại chưa đạt được những kỳ vọng mà bản thân tham vọng trước đó. Và đó là lý do khiến chúng ta cảm thấy thất vọng về bản thân, về cuộc sống. Vì vậy chúng ta dành suốt một khoảng thời gian dài chỉ để phàn nàn vì những việc đã qua từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, lập nghiệp, kết hôn, chăm sóc con cái và hiện tại. Và khi đã 60 tuổi thì chúng ta nhận ra cuộc sống này không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Bản thân có thể tự nhủ với lòng rằng thôi phàn nàn vì những điều đã qua vì cuộc sống trước kia không như ý nguyện và đến một lúc nào đó chúng ta sớm hiểu ra rằng việc có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống mỗi ngày và sống một cách vui vẻ an yên trong những năm tháng còn lại của đời mình đó là hạnh phúc và chỉ đến khi gần đất xa trời thì người ta mới ngẫm nghĩ lại rằng có rất nhiều điều mình đã làm được và cũng có vô số điều bản thân vẫn chưa thể hoàn thành chứ dù tất cả những mong ước ấy được ấp ủ từ khi nào còn trẻ hay đã già thì lúc này chúng ta đều không còn thời gian để hoàn thành điều đó nữa Chúng ta nhận ra rằng có những ước nguyện, có những giấc mơ đành phải dở dang mãi. Con người ai cũng có tham vọng, ai cũng mong mỏi mình có thể thành đạt, đạt được những điều mình mong muốn, nhưng cho dù đến cuối đời thì chúng ta vẫn chưa thể hoàn thành nó, cũng đừng tiếc nuối chỉ cần bản thân đã thực sự cố gắng là đủ. Trong lúc 30 tuổi thì bạn nghĩ rằng ở tuổi 20 mình đã không làm rất nhiều thứ và hối hận vì điều đó, rồi đến 40 tuổi bạn lại phát hiện ra mình có thể hoàn thành được rất nhiều thứ, nhưng bản thân lại bỏ dở để rồi chỉ còn biết tiếc nuối bước đến nửa đời người. Khi đã 50 tuổi thì con người lại tham vọng khao khát được quen ngược thời gian, trở về khoảng thời gian của 10 năm trước. Chỉ 10 năm thôi nhưng thật đáng buồn chúng ta không thể làm được điều đó. Bởi thế có thể thấy cuộc đời này thật sự không hoàn mỹ như bạn mong muốn. Cuộc sống của bạn sẽ có lúc khó khăn bế tắc tùy phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đến mức nào. Chỉ cần bạn nhớ ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Đời người như là một cuộc hành trình, đừng để thời gian trôi qua trong hối tiếc. Lý của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào hẹn gặp lại các clip tiếp theo. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.